Xin chào cả nhà nha. Hôm nay anh giới thiệu tới cả nhà một sản phẩm mới nè. Sản phẩm đẹp nhất cái tách luôn. Rất rất là đẹp nha. Đây là đèn xông bát tràng tinh dầu ha mọi người ha. Tinh dầu mọi người cho lên đây, sau đó mình ghim điện thì cháy đèn. Cái nhiệt đèn nó sẽ nóng cái gốm sứ này và nó sẽ tỏ hương thơm cái phòng của mình. Anh sẽ làm thử cho mọi người xem nha. Còn trường hợp như mọi người xài mà bị đứt bóng đèn, mình vẫn thay được nha mọi người. Đây ha, tinh dầu mình nhiễu lên đây ha mọi người ha. Tinh dầu mình nhiễu lên đây, 1, 2, 3, 4, 5. Mình cứ nhiễu nhiều giọt tinh dầu thì cái phòng của mình nó sẽ càng thơm thôi ha mọi người ha. Hàng có sẵn ở shop, mọi người đến shop mua một sản phẩm vẫn được giá sỉ nha mọi người. Đó, về mẫu rất là xinh. Đây là bằng bát tràng nha mọi người, bằng sứ á, bằng gốm sứ á mọi người. Đây là nếu trường hợp như đứt bóng mình có thể thay ha. Đó, bóng này ở ngoài chợ chỉ bán 2-3 ngàn gì đó thôi, mình có thể thay bóng rất là đẹp. Đó, mang về hai mẫu ha. Hàng có sẵn ở shop nhé, quá trời đẹp, rất là thấy cưng luôn. Đó, ngăn này là ngăn để tinh dầu ha. Mình xông tinh dầu là để thư giãn phòng mình nè. Còn trường hợp như mình xài xả chanh thì có thể chống mũi cho bé. Hương đó là hương chống mũi cho bé ha. Mình không xài xả chanh thì mình xài hương hoa. Có hơn 15 mùi hương tại shop. Mọi người thích mùi nào thì mọi người lấy mùi đó thôi nha mọi người nha. Cho mọi người test sẵn ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nè.